Twitter cắt quyền nợ, ngân hàng nhảy vào đòi nợ. Những đặc quyền ông Donald Trump sẽ mất sau khi rời khỏi ghế tổng thống. Với cương vị là một tổng thống Mỹ, ông Donald Trump được trao rất nhiều quyền lợi và nếu ông rời Nhà Trắng, hiển nhiên chúng cũng không còn nữa. Dù đã rất tự tin trước khi bầu cử diễn ra, nhưng thực tế thì ông Donald Trump hiện tại đã thua trong cuộc đua vào Nhà Trắng trước đối thủ là ông Joe Biden. Nếu không có gì thay đổi về mặt pháp lý, thì tới tháng 1 năm 2021, ông Joe Biden sẽ chính thức tuyên thệ và trở thành Tổng thống thứ 46 của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Ông Donald Trump đã thua, đồng nghĩa với việc ông sẽ phải rời khỏi chiếc ghế quyền lực nhất nước Mỹ. Nhưng hiện chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? Ông sẽ mất đi những gì hay thu được nhiều hơn? Twitter cắt bỏ mọi đặc quyền. Theo thông báo từ Twitter thì ngay sau khi Tổng thống đắc cử Joe Biden nhậm chức trong tháng 1 năm 2021, tài khoản của ông Donald Trump sẽ lập tức bị tước bỏ mọi quyền lợi vốn dành cho một nhà lãnh đạo. Khi ấy, ông Trump sẽ buộc phải tuân thủ mọi quy tắc như bất kỳ người dùng bình thường khác, thậm chí có thể bị khóa nếu vi phạm quy định về kích động bạo lực hoặc thông tin thiếu tin cậy. Được biết, Twitter vốn có những chính sách đặc biệt dành cho tài khoản cá nhân của các nhà lãnh đạo trên thế giới, cho phép họ được bảo vệ trong trường hợp vi phạm quy tắc cộng đồng. Trong khi đó, ông Donald Trump vốn cũng hoạt động rất năng nổ trên nền tảng mạng xã hội này, nhưng đôi khi đăng tải những nội dung có phần quá khích hoặc sai sự thật, khiến Twitter buộc phải hạn chế một số bài đăng của ông. Ngân hàng sẵn sàng nhảy vào đòi nợ. Ngân hàng Deutsche Bank là đối tác thân thiết của tập đoàn Trump Organization và cũng là chủ của ba khoản nợ trị giá khoảng 340 triệu đô được trình ông Donald Trump đứng ra bảo lãnh. Tuy nhiên, sau một vài cuộc họp thượng tầng thời gian gần đây, Deutsche Bank được cho là đang cảm thấy mệt mỏi vì những dư luận tiêu cực nhắm đến mối quan hệ này. Reuters đưa tin, họ dự tính sau khi có kết quả bầu cử sẽ đẩy mạnh quá trình chấm dứt mối quan hệ với ông Trump bằng việc thu hồi ba khoản nợ nói trên. Với việc ông Trump thua trận, quá trình chấm dứt quan hệ cũng trở nên dễ dàng hơn. Dù không mấy lo ngại về khả năng trả nợ của ông Trump, nhưng việc thu hồi nợ sẽ dễ dàng hơn vì không cần phải đối mặt với dư luận tiêu cực khi chấm dứt quan hệ với một tổng thống đương nhiệm. Tạm biệt các quyền lợi di chuyển chỉ tổng thống mới có. Là một tổng thống Mỹ, bạn sẽ có rất nhiều đặc quyền riêng. Khi đương nhiệm, các đồng sở thống sẽ được di chuyển bằng chuyên cơ riêng, trực thăng riêng và trên đường bộ là cỗ xe bọc thép. Ngoài ra, các tổng thống còn được hộ tống bằng đội vệ sĩ tinh nhuệ với chi phí hoạt động có thể lên tới 1,9 tỷ USD. Vậy nên khi rời ghế tổng thống, ông Trump chắc chắn sẽ mất đi các quyền lợi như trên, sẽ không còn trực thăng, chuyên cơ hay còn quái thú nữa. Bù lại, các cựu tổng thống Mỹ được bảo vệ trọn đời, trong khi con cái cũng được đảm bảo an toàn tới năm 16 tuổi. Đặc quyền y tế một số quốc gia. Các đời tổng thống Mỹ trong suốt nhiệm kỳ. Những đặc quyền ông Donald Trump sẽ mất đi ngay sau khi rời khỏi ghế tổng thống. Vợ ông Trump đang đếm từng phút để được ly dị, chấm dứt cuộc hôn nhân 15 năm chỉ vì làm ăn. Cuộc hôn nhân 15 năm của ông bà Trump đang đứng trước bờ vực tan vỡ. Donald Trump đã phải trải qua một cuộc bầu cử thất bại, nhưng tất cả vẫn chưa dừng lại. Mới đây, một cựu trợ lý đã đưa ra những tuyên bố gây bùng nổ rằng mọi thứ có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Theo đó, vợ của ông, đệ nhất phu nhân Melania được cho là đã bật khóc khi chồng bà đắc cử vào năm 2016. Một người bạn đã nói, bà không bao giờ mong đợi ông ấy chiến thắng. Kể từ đó, một nguồn tin thân cận với cặp đôi đã nói về mối quan hệ kỳ lạ của họ. Giờ đây, khi Joe Biden đã đánh bại đương kim tổng thống, chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi Melania rời đi. Cựu trợ lý của tổng thống Trump và ngôi sao The Apprentice, Newman tuyên bố, cuộc hôn nhân 15 năm sắp kết thúc. Melania đang đếm từng phút cho đến khi chồng mãn nhiệm và bà ấy có thể ly hôn. Bà đã viết một cuốn sách cung cấp cái nhìn hậu trường về chính quyền Trump và cuộc hôn nhân thứ ba của Tổng thống. Phát biểu về cuốn sách trên chương trình truyền hình bữa sáng của Anh vào tháng trước, bà Newman đã đưa ra một số tuyên bố về mối quan hệ rất kỳ lạ của Trump.
Đó là một cuộc hôn nhân rất kỳ lạ. Tôi rất thận trọng khi bình luận về động lực của một cuộc hôn nhân bởi vì bạn không bao giờ biết điều gì xảy ra sau khi cánh cửa đóng kín, cô nói với chương trình. Nhưng tôi đã biết cặp đôi này từ khi họ còn hẹn hò. Họ kết hôn một năm sau khi The Appetite phát sóng. Những gì tôi quan sát được trong 17 năm qua sẽ khiến các bạn quay cuồng. Đôi khi họ thích nhau nhưng đôi khi cô ấy lại bị anh ấy đẩy lùi. Cô cho biết, cảnh quay cho thấy đệ nhất phu nhân giật tay khỏi chồng khi họ rời E4One sau cuộc tranh luận tổng thống vào tuần trước đã chứng minh tuyên bố của mình. Trên thực tế, trong những năm qua, đã có nhiều đoạn clip cho thấy đệ nhất phu nhân giật tay mình ra khỏi cây nắm tay của ông Trump hoặc nhăn mặt với ông. Những clip này ngay lập tức lan truyền và làm dấy lên nhiều đồn đoán về mối quan hệ của họ. Bà Newman tuyên bố rằng tình cảm của đệ nhất phu nhân dành cho chồng bà đã được thể hiện rõ ràng khi bà xuất hiện. Quyết định của bà Trump cũng tránh phần lớn đường mòn của chiến dịch tranh cử, khiến các đệ nhất phu nhân trước đây có truyền thống ủng hộ chồng mình trong những năm bầu cử. Bà Newman cũng đã chỉ trích nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump. Sau 20 năm hoạt động chính trị, tôi có thể nói rằng tôi thực sự buồn khi thấy sự chia rẽ trong quốc gia của chúng ta. Tôi mong đợi chúng ta sẽ thống nhất đất nước theo một cách nào đó. Nhưng tôi có thể thành thật nói với bạn rằng Donald Trump đã phung phí cơ hội đó. Có quá nhiều tiêu cực trong đất nước. Tôi không thể chờ đợi để nhìn thấy lãnh đạo mới và một người sẽ đưa đất nước của chúng tôi tiến lên. Cô Newman gặp Donald Trump và Melania lần đầu tiên vào năm 2004 khi cô xuất hiện trên chương trình truyền hình thực tế The Appetite do Trump dẫn chương trình. Đầu năm 2017, Omarosa được bổ nhiệm làm trợ lý chủ tịch kiêm giám đốc truyền thông của văn phòng liên lạc công chúng, nhưng bà đã bị sa thải vào tháng 12 năm đó. Giám đốc điều hành của tạp chí Evergreen, người đã kết bạn với đệ nhất phu nhân trong 15 năm trước khi họ chia tay, cũng đã đưa ra tuyên bố về cuộc hôn nhân với Trump. Tôi tin rằng đó là một cuộc hôn nhân giao dịch, bà Winton, cựu cố vấn cấp cao của Fortune, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với BBC. Melania đã có hai thập kỷ năng động. Cô ấy là một người mẫu trẻ. Cô ấy chưa thành công. Cô ấy gặp Donald. Cô ấy kết hôn. Cô ấy trở thành công dân Mỹ. Họ có một con trai, và 10 năm sau đó, cô ấy trở thành đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ. Họ sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm y tế đặc biệt nhất, với phòng y tế riêng ngay trong Nhà Trắng với đầy đủ trang thiết bị, cùng với đội ngũ y bác sĩ luôn sẵn sàng phục vụ bất kỳ lúc nào. Ngoài ra còn nhiều chính sách ưu tiên, như được quyền thử các loại thuốc chưa có mặt trên thị trường. Đây cũng là một trong những lý do giúp ông Donald Trump phục hồi một cách thần tốc ngay sau khi xác định dương tính với COVID-19 hồi đầu tháng 10. Ông được sử dụng một loại thuốc trị virus đang thử nghiệm, cộng thêm các đặc quyền về di chuyển, ước tính tổng chi phí phải lên tới 100.000 USD nếu là người bình thường. Bảo hiểm này chỉ được áp dụng cho Tổng thống đương nhiệm. Vậy nên sau khi rời Nhà Trắng, ông Trump chắc chắn sẽ phải tự mình chi trả trong trường hợp cần thiết. Mà dù sao cũng không quan trọng lắm vì ông là một tỷ phú mà.